là mọi người. Còn vài tuần nữa thôi là sắp tới Tết rồi đó, mọi người đã sắm sửa gì cho bản thân chưa? Hôm nay Bảo đi mua len bên quận 6 cho nên là đi qua đây để ăn đồ ăn trước để lót dạ. Thì em tôi ăn lẹ lẹ để tranh thủ đi qua mua len chứ không sợ người ta đóng cửa hết. Nếu hôm nay Bảo chọn mua len á là Thạch Yến có tắt len, len ở đây là phải nói rất là rẻ luôn nhưng mà đây là cực kỳ êm nha. Bình thường mỗi năm á là Bảo hay kêu gọi bạn bè để mua len chung cho nó rẻ, mua lần 10 cặp 20 cặp thì có giá 30-40 ngàn à. Mà 30-40 ngàn một cặp chứ không phải là 10 cặp đâu nha. Mà thích nhất ở Thạch Yến á là len ở đây không chỉ đẹp mà còn những cái khay đựng len nó cũng dễ thương không kém luôn á, nhìn mà muốn xỉu úp xỉu đau. Ngồi lựa len say mê mới nhớ còn nhỏ bạn nhờ mua đi trà đào mà chưa mua. Chỗ này bán trà đào ngon lắm nè, có 12 một ly à, mà ở dưới là nó còn có mứt đào nữa. Chỗ ruột của tôi với nhỏ bạn thua. Mua xong á tranh thủ chạy lẹ 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 sợ tan đá tới tới nơi cái nó chửi tôi chết luôn á. Hên quá nó vẫn vui mọi người ơi, nó không có chửi tôi. Vậy là hết một ngày xàm xí của tôi rồi đó. Tôi đi để lại lá vàng, em đi để lại hàng ngàn chỗ ăn ngon. Alo alo, xin chào mọi người, lại là Bảo đây. Hôm nay là cuối tuần nên là chị em tôi đi vô Vincom để mua đồ. Mua đồ xong thì chị em nhà Bảo có ghé vô Bablo để ăn bánh uống trà. Cho những ai chưa biết là ở Bablo có những cái bánh truy tắc rất là ngon. Hầu như lần nào là Bablo ra món mới là chị em tôi đều thử hết trơn. Hôm nay cũng không ngoại lệ có món mới nè. Để gọi thử uống xem cái vị nó như thế nào nghe. Hôm Bảo đi có gọi 2 combo cinnamon cheese. Mỗi combo sẽ gồm một bánh và một trà. Cái này có tên là Sunset Green Tea. Đề con em nói nhìn rất là xinh luôn. Uống ngậm đầu tiên em nói có vị chua chua ngọt ngọt rất là dễ chịu. Ở trên ly được trang trí bằng hoa hồi nên rất là thơm. Còn ly này là sun dry green tea. Em này là sự kết hợp giữa quế và chanh khi mà uống cảm giác rất là fresh luôn. Và niềm đam mê của tôi mỗi lần ghé Bablo đều phải gọi đó là những chiếc bánh chi tóc này nè. Ở bánh nóng giòn, phô mai kem chi rất là béo. Bánh kèm ở trên là có các loại topping như là hạt điều, hạnh nhân. Bùi bùi béo béo rất là healthy nha. Mà ăn nhiều cái bánh này không biết có mập không ta.